Xin chào tất cả các bạn, lại là Khanh đây. Đầu tiên thì cho Khanh gửi lời cảm ơn tới những khách hàng của Khanh. Trong thời gian vừa qua thì khách hàng cũng đã lựa chọn cái dòng sản phẩm này. Tuy là Khanh cũng chưa có thời gian để mà ra một cái video nào đó hoàn chỉnh về dòng sản phẩm này, nhưng mà khách hàng cũng đã tin tưởng và lựa chọn qua sự tư vấn nhiệt tình của Khanh, thì Khanh rất là cảm ơn. Đối về dòng sản phẩm mà dành cho xe ô tô đến từ thương hiệu Michelin, thì đây là ba cái sản phẩm mà Khanh thấy thật sự cần thiết dành cho xe ô tô của các bạn. Thứ nhất là về máy lọc không khí bên trong xe. Kế tiếp nữa là máy bơm lốp tự động ngắt đến từ thương hiệu Michelin. Thì đây là hai cái sản phẩm mà Khanh cũng đã làm video hướng dẫn cũng như là chia sẻ về sản phẩm rồi. Thì nếu mà các bạn và các anh chị nào muốn xem lại những cái sản phẩm này thì có thể vào kênh YouTube của Khanh để xem lại video này, video hướng dẫn. Còn bây giờ trong video này thì Khanh sẽ tập trung giới thiệu và chia sẻ cho các bạn về cái sản phẩm này. Nhìn từ bên ngoài của vỏ hộp thì các bạn và các anh chị có đoán được đây là sản phẩm gì không ạ? Thì đây là cái máy hút bụi mini dành cho xe ô tô của chúng ta đến từ thương hiệu Michelin. Đây các bạn, đây là bên ngoài của hộp, thì các bạn và các anh chị có thể xem. Ở đây có một cái logo Michelin và hình một cái máy hút bụi đó. Ở bên hông này á, thì sẽ có những cái thông số của nhà sản xuất, họ đã ghi rất là rõ trên cái vỏ hộp luôn. Đó. Thì bây giờ Khanh sẽ mở hộp ra để giới thiệu nhân vật chính cho các bạn và các anh chị cùng xem nha. Có một cái thẻ bảo hành chính hãng của Michelin và một cái quyển sách hướng dẫn cũng giống như hai cái sản phẩm máy bơm lốp và máy lọc không khí. Bây giờ Khanh sẽ lấy nhân vật chính ra. Đây, Khanh để qua bên đi ha. Khanh để cái này qua bên. Đây, Khanh để này qua bên đi. Mình lấy cái nhân vật chính ra trước. Đây là máy hút bụi. Các bạn và các anh chị đừng thấy nó nhỏ nha, nhỏ nhưng mà có vỏ nha. Đó, máy tuy là nhỏ nhưng mà có vỏ. Đây là máy hút bụi của Michelin. Tiếp theo nữa là ở trong hộp sẽ có những cái thiết bị đi theo. Một cái thanh nối, một cái đầu hút có bàn chải. Một xíu nữa Khanh sẽ lấy chi tiết ra cho các bạn xem. Và một cái đầu hút nhỏ để mà chúng ta hút những cái kẹt. Rồi, mình để lên đây luôn. Đầu tiên là Khanh sẽ giới thiệu về cái máy trước. Về cái máy, giống như thông tin của đầu tiên thì Khanh sẽ giới thiệu về cổng dây đi. Dây của máy á, thì chiều dài giống như nhà sản xuất họ công bố thì chiều dài là sắp xỉ gần 4 mét, nên là chúng ta rất là thuận tiện để chúng ta hút bụi cho những cái dòng xe 7 chỗ. Chúng ta có thể cắm nguồn điện từ phía trước 12V qua cổng mồi thuốc và chúng ta sử dụng là hút bụi phía trước và phía sau rất là dễ dàng cho xe 7 chỗ luôn nha các bạn. Đó. Về mẫu mã của máy, khi mà Khanh khui hộp và cầm lên tay á, thì máy dài khoảng gần hai bàn tay của Khanh. Vẫn là cái tông màu chủ đạo của Michelin là màu xanh, màu vàng. Đó. Phần bên trong là phần lõi thép, lõi hút á, là được thiết kế và được tạo bằng một cái thép không rỉ. Ở đây á, chúng ta có một cái nút on off. Về công suất của máy á, thì nó là 150W theo nhà sản xuất công bố. Bên dưới cũng có những cái thông tin của máy nha các bạn, những thông tin của máy luôn. Đó. Để Khanh xem thử là mình tháo ra và mình sẽ thao tác như thế nào. Thì ở đây có một cái nút vàng kế bên cái nút on off nè, có một nút vàng, chúng ta sẽ nhấn vào. Chúng ta lấy ra. Đó, đây là cái motor của máy. Bên trong này á, sẽ có lõi, một cái lõi lọc nằm ở bên trong, còn cái tấm này là chắn để mà cản lọc. Đó. Cản cái bụi để mà cái máy hút vô các bạn. Đây. Phần bên trong này là phần lõi lọc nè. Đó. Còn phần này là cái bầu này để chứa, cái bầu này để mà chúng ta chứa cái rác cũng như là bụi bẩn, đất cát á, khi mà chúng ta hút vô. Phía trước của cái bầu hút vẫn có một cái logo Michelin màu xanh ở đây, màu xanh chủ đạo luôn. Rồi, Khanh để đây. Còn ở đây là cái lõi lọc bằng thép không rỉ nha các bạn. Đây, lõi lọc bằng thép không rỉ. Và đây là cái motor, đây là cái bộ máy mạnh hay yếu của một cái máy, nó là nằm ở đây nè các bạn. Máy này các bạn thấy nhỏ vậy thôi nhưng mà công suất nó tới 150W lận. Đó. Tiếp đến nữa Khanh sẽ giới thiệu cho các bạn và các anh chị một cái đầu hút đầu tiên của máy, đó là đầu hút dạng bàn chải, dạng bự như thế này, cũng cởi gang tay đó các bạn, để chúng ta vừa chải vừa hút bụi
Thì cái bàn chải này á, giúp cho chúng ta hút bụi thảm lót sàn cũng như là ở dưới sàn nó dễ hơn, dễ dàng hơn và nhanh hơn. Bên cạnh cái đầu hút bàn chải dài như thế này sẽ có một cái đầu hút nhỏ. Thường thì trên ghế của chúng ta đó, sẽ có những cái chỗ ngóc ngách nhỏ rất là khó hút, thì cái đầu hút nhỏ này giúp cho chúng ta đưa vào những cái chỗ hẹp như vậy, chúng ta hút bụi nó sẽ dễ dàng hơn. Bên cạnh đó thì sẽ có thêm một cái cần dài, để anh xem thử cái cần dài này sẽ làm cái gì. Cái cần dài này, cái cần dài này là cần nối đó các bạn. Thì Khanh sẽ một xíu nữa Khanh sẽ ráp cái máy vào và gắn những cái thiết bị này vào cho các bạn và các anh chị xem. Thì cái này là cần dài để mà chúng ta nối cái cần hút cho nó dài ra thêm. Đó, đây là cơ bản những cái thiết bị của cái máy hút bụi này nha các bạn. Bây giờ Khanh sẽ lắp vào để mà Khanh sẽ gắn những cái thiết bị lên, những cái cần lên cho các bạn xem. Đầu tiên á, là chúng ta sẽ lắp cái lõi vào. Đó, chúng ta sẽ lắp cái lõi vào như thế này. Lấy ra thì nó cũng dễ lắm. Rồi các bạn và các anh chị lắp vô nè. Đó. Rồi. Chúng ta lắp cái miếng trắng lại. Rồi mình lắp vào máy thôi. Mình lắp vào máy thì lắp ở dưới trước. Đây. Ở dưới này nó có một cái ngàm. Chúng ta lắp vào cho nó vô cái ngàm này. Còn cái ở trên này á, là chúng ta nhấn cái nút vàng này xuống. Rồi chúng ta đậy lại thôi. Dễ dàng lắm. Dễ dàng thao tác lắm. Đây. Đó. Rồi. Thì bây giờ cái cần này các bạn, cái cần này là cần nối nè. Khanh sẽ cắm vào trước. Cần nối này á, là cái đầu này Khanh sẽ cho vào đây. Đó. Khi mà các bạn và các anh chị nghe một cái tách như thế này nè. Đây Khanh lấy ra. Đó, khi mà mình hút bụi á, mình cần nối một cái cây dài ra, mình cắm vô. Nghe một cái tách này, đã gài cái chốt lại rồi. Rồi tiếp theo nữa là mình cần hút bụi thì mình chỉ việc ráp cái đầu này vô. Đó, mình cũng nghe cái tách. Thì khi như vậy á, các bạn các anh chị thấy không, cái cần của máy hút bụi nó đã dài ra rồi, thì chúng ta có thể đứng các bạn hút bụi, hoặc là những cái chỗ xa chúng ta cũng có thể hút bụi được, nó rất là tiện lợi. Đó là lý do mà Khanh nói cái sản phẩm này á, tuy mà nó nhỏ nhưng mà nó có vỏ ở đây á, là bên cạnh một cái bầu máy nó có công suất là 150W, ngoài ra thì á, những cái thiết bị mà trang bị theo cho cái máy này á, nó cũng rất là linh hoạt và tiện lợi cho các bạn và các anh chị để chúng ta thao tác luôn. Rồi bây giờ Khanh sẽ tháo cái cần này ra. Khanh sẽ đổi cái cần khác cho các bạn xem. Đó, nó dễ dàng tháo lắm. Đó, mình có thể là lắp vào cái máy như thế này, cái cần rộng để mà các bạn hút bụi ở những cái phạm vi nó lớn hơn, giống như là bề mặt sàn hoặc là bề mặt của cái ghế trong xe ô tô chúng ta. Đó, chúng ta tháo ra cũng rất là dễ dàng. Các bạn lắp vô. Đó, các bạn các anh chị lắp vô ngay cái tách. Đó, là xong rồi. Đó, nó dễ dàng lắm các bạn. Thì đây cũng là tổng thể cái video mà ngày hôm nay Khanh muốn chia sẻ về cái máy hút bụi mini đến từ thương hiệu Michelin. À, ngoài ra Khanh cũng quên hướng dẫn cho các bạn nữa. Đây là cái đầu cổng nguồn, khi mà chúng ta sử dụng cái máy hút bụi này, chúng ta sử dụng cái tẩu thuốc nha các bạn, cắm vào trong cái xe chúng ta dùng trực tiếp luôn. Còn ngoài ra nếu mà các bạn và các anh chị muốn là chúng ta sử dụng cái máy này để mà hút bụi ở nhà cũng được nha. Máy này hút bụi ở trên xe ô tô hoặc là ở nhà đều được, nhưng mà chúng ta cần phải mua một cái bộ chuyển đổi. Một cái bộ chuyển đổi là từ cái nguồn 220V ra 12V để chúng ta sử dụng cái máy này. Thì cái bộ chuyển đổi nó giá trị trên thị trường nó cũng rất là rẻ, nên là rất là phù hợp cho các bạn và các anh chị chúng ta trang bị để mà hút ở những cái phòng ngủ chúng ta, phòng nhỏ nè, hay là ghế sofa cũng được. Đó, thì trong video này thì Khanh cũng đã chia sẻ cho các bạn và các anh chị về cái máy hút bụi này. Nếu mà các bạn và các anh chị xem video và muốn lựa chọn cái dòng sản phẩm này cho xe ô tô cũng như là cho gia đình của chúng ta, thì các bạn và các anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số điện thoại của Khanh, hoặc là liên hệ trực tiếp tại cửa hàng của Khanh để xem thông tin về sản phẩm cũng như là lựa chọn sản phẩm của Khanh nha. Ngoài ra còn nếu mà các bạn và các anh chị xem video thấy hay thì đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất từ kênh Khanh Channel up lên. Còn bây giờ Khanh xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn và các anh chị trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.